Hello, xin chào các bạn đã quay lại với là kênh YouTube Nông Dược Tỉnh Sáng Đường nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ đi quay cho mọi người xem một cái cây mà hiện tại bên nhà mình cũng đang còn trồng ở trong cái vườn dược liệu của nhà mình. Thì đó là cái cây dây thìa cánh nha mọi người nhé. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cây dây thìa cánh này. Đấy, thì đây là cây thìa cánh lá to này. Đấy, cái này thì bên mình cũng mới trồng thôi nhưng mà nó cũng rất là tốt rồi nhá mọi người nhá. Nó đây là dây thìa cánh lá to. Đấy, cái dây thìa cánh này á, nó có tác dụng, có công dụng của nó là để giúp giảm cái đường huyết. Đấy, giảm cái đường huyết cho những người bị tiểu đường này. Đấy, rồi là nó giúp giải quyết các cái biến chứng. Đấy, các cái tai biến, những cái biến chứng của cái tiểu đường dẫn đến cho cái người bị tiểu đường ấy. Đấy, thì cái loại này ấy, mình có thể dùng dạng lá phơi sấy khô xong rồi là mình xắt nước uống, hoặc là mình có thể là dùng dạng làm trà túi lọc. Đấy, hoặc mình cũng có thể là dùng để nấu thành cao của dây thìa cánh nha mọi người nhé. Đấy, thì cái đất ở đây thì rất là phù hợp với cái loại dây thìa cánh này. Đấy, và nó cũng phù hợp với rất là nhiều loại đất đấy. Thì như trong cái cây này ấy, thì nó cũng mang lại cái giá trị kinh tế cũng rất là cao. Đấy, thì như cái khu vực này thì bên nhà mình cũng mới trồng thôi nhưng mà cây nó cũng rất là tốt rồi nha. Đấy, nó rất là tốt. Như cái cây này thì mình trồng đấy khoảng tầm tháng 2 tháng gì đấy thì nó bắt đầu leo gian nha mọi người nhá. Đấy, chúng ta sẽ làm cái gian cho nó như thế này. Đấy, nó bắt đầu leo lên các cái gian như thế này. Và mình đến khi nó leo vượt quá cao, quá cái gian này thì chúng ta bắt đầu thu hoạch được. Đấy, chúng ta có thể là thu hái được nhá. Đây, bên mình đang còn làm gian lên cho nó như thế này nhá. Đây nha mọi người nhá. Đó. Đây là vườn của cái thìa cánh. Đấy, phía bên trên cũng là cái thìa cánh nha mọi người nhá. Đó. Đấy, thì cái thìa cánh này thì nó sinh trưởng và phát triển cũng rất là tốt. Đấy. Nó chuẩn bị leo gian rồi nhá. Đấy. Thì bên hợp tác xã nông dược tỉnh Sáng Đường thì có trồng ở đây và có khu vườn ở phía bên kia nữa cũng đang còn trồng cái cây này. Đấy, thì về cái đặc tính của cái này á thì nó cũng dễ trồng lắm mọi người. Cái này thì mình làm giống nó có cái bầu rồi. Đấy, và về mình trồng và mình cũng chăm sóc là cũng bình thường thôi. Đấy, như bên nhà mình trồng thì tuyệt đối là không dùng phân hóa học, dùng hoàn toàn là phân chuồng và phân vi sinh như vậy thôi. Đấy, và cũng chưa nhận thấy là nó có cái sâu bệnh gì cả. Đấy, cho nên là bên mình cũng đang còn trồng, và cái này thì sau nhà mình sẽ đưa về cái nhà máy của hợp tác xã để làm ra dạng trà này, làm ra dạng cao này, đấy, để đưa ra thị trường. Đấy, thì cái này thì cái cây này thì nó cũng là một cây mang lại giá trị kinh tế cao. Đấy, cho nên là mình làm cái video này để chia sẻ cùng với mọi người về cái thìa cánh này nha mọi người nha. Đấy, thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào nữa thì mình sẽ tiếp tục quay để chia sẻ cùng với mọi người. Hãy đăng ký kênh Nông Dược Tỉnh Sáng Đường để xem các cái video tiếp theo nha mọi người nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.